大师Đại sư Ngẫu Ích lại nói với chúng ta, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cái danh hiệu này là đức hiệu vốn có trong tự tánh của chính chúng ta. Trong phần trước đã có giới thiệu với quý vị, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đây là nói về lý luận. Quý vị đã hiểu rõ lý luận thì đối với pháp môn, thì đối với phương pháp tu học pháp môn này nhất định không có hoài nghi. Quý vị sẽ rất hoan hỷ, rất vui sướng, hết lòng mà tu học. Quý vị muốn hỏi, chúng tôi hết lòng tu học pháp môn này phải mất bao lâu thời gian mới được thành tựu? Tôi học Phật đã có 55 năm. Trong 55 năm kinh nghiệm, nói cho tôi biết, thông thường đều là 3 năm, rất ít nhiều hơn 5 năm. Hoặc là quý vị nói, quý vị đã học Phật 20 năm, 30 năm, mà tại sao không có một chút thành tựu nào? Đó là vì công phu của quý vị không đắc lực. Cái chuyện này, lúc tôi mới học Phật, thầy thường hay nói với tôi, phải thông đạt lý luận thì quý vị không có hoài nghi. Phương pháp chính xác thì lòng tin của quý vị đầy đủ. Lý luận và phương pháp không thể không biết. Phải học lý luận ở đâu? Học trong kinh giáo. Cho nên chúng ta trong đời này không thể không nghe kinh. Người thời xưa có thể không nghe kinh, tại vì sao? Vì họ thành thật. Ngày nay chúng ta vì sao phải nghe kinh? Vì không thành thật. Không thành thật tức là trong tâm còn suy nghĩ lung tung, vọng niệm quá nhiều. Đây là khiến cho công phu của chúng ta không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì niệm Phật có xen tạp vọng niệm. Quý vị nghĩ xem, niệm Phật phải chuyên trì danh hiệu. Nếu chúng ta không chuyên tâm thì nhất định phải nghe kinh. Cho nên nghe kinh là mục đích giảng dạy giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính, dụng ý ở tại chỗ này. Nếu chúng ta không có hoài nghi, không có xen tạp vọng niệm thì không cần nghe kinh. Niệm một câu danh hiệu thì được thành tựu. Kinh điển của Phật giáo, quý vị thấy có bộ Đại Tạng Kinh. Quý vị vào trong đại giảng đường mà xem, trong đại giảng đường của chúng ta có 10 loại Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Quý vị xem kinh điển của Phật giáo mênh mông bát ngát nhiều như vậy. Phương pháp của Phật dạy có phải là quá nhiều phải không? Thật ra Phật dạy đơn giản nhất chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật, cộng thêm 2 chữ Nam Mô. Nam Mô cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là cung kính, cũng có nghĩa là quy y. Thật ra câu danh hiệu này chỉ có 4 chữ. Đại sư Liên Trì, ngài suốt đời niệm Phật chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Có người xin thỉnh giáo với ngài cách niệm Phật như thế nào thì ngài dạy họ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì người ta hỏi ngài, còn đại sư ngài niệm như thế nào? Ngài nói, tự ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Người khác lại hỏi, vì sao ngài chỉ niệm 4 chữ còn dạy người khác phải niệm 6 chữ? Ngài nói, vì người khác chưa chắc thật sự phát tâm cầu vãng sanh, cho nên phải cộng thêm 2 chữ Nam Mô.
Có nghĩa là trong lễ tiết thông thường của Trung Quốc, ở phía trước tên họ của người cộng thêm hai chữ tôn kính. Đây là lời khách sáo, là lời tôn kính. Nam mô có nghĩa là tôn kính, là lễ kính, là quy y. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta chuyên trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Nam mô không phải danh hiệu. Ngài nói, ta trong đời này nhất định cầu sanh tịnh độ. Lời khách sáo thì không cần nói. Cho nên không cần niệm hai chữ Nam mô, chỉ niệm bốn chữ thì càng đơn giản. Người khác lại hỏi, cái gì là Phật Pháp? Ngài trả lời, A Di Đà Phật. Ngài đã trả lời một cách rất viên mãn. Hết thảy tôn giáo trong thế gian, trong hết thảy học thuật, đơn giản nhất, dễ học nhất, vững vàng nhất, chỉ có bốn chữ này. Quý vị đi đâu mà tìm? Thế nhưng Đại sư Ấn Quang, Ngài vẫn dạy chúng ta niệm sáu chữ. Là nguyên nhân gì? Về Tổ Ấn Quang, Ngài rất hiểu rõ. Quý vị niệm Phật có miệng không tâm, chỉ có thể kết thiện duyên với A-di-đà Phật. Quý vị nên biết, Tổ Ấn Quang có nói về rất nhiều Pháp thế gian và xuất thế gian. Nói được rất rõ ràng. Ngài nói có được thành tựu hay không đều ở tại hai chữ thành kính này. Chân thành cung kính là điều quan trọng nhất trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nếu không có tâm thành kính, trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không thể thành tựu. Một vị thầy chọn học trò. Họ nhờ vào phương pháp gì để chọn học trò? Từ xưa đến nay, cho đến ở nước ngoài, thật sự thiện tri thức, họ chọn người truyền pháp, tức là họ xem vị học trò này có tâm thành kính hay không, có mấy phần tâm thành kính. Nếu có 10 phần tâm thành kính thì khẳng định vị học trò này là pháp khí. Những phương diện khác kém một chút cũng không sao, có thể học, có thể bồi dưỡng. Tâm thành kính là căn bản. Trong phần trước đã có nói Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị không có tâm thành kính, dù có tất cả chư Phật đích thân dạy cho quý vị cũng dạy không được. Tại vì sao? Vì quý vị không tiếp nhận. Chỉ có tâm thành kính thì mới có thể tiếp nhận lời dạy của chư Phật. Quý vị phải hiểu cái đạo lý này. Đương nhiên, càng hy vọng tự chúng ta có thể làm được. Tôn sư trọng đạo, phải từ nhỏ mà bồi dưỡng, càng nhỏ càng tốt. Lúc còn nhỏ, tôi bắt đầu học chữ là vào năm 3 tuổi. Cha tôi dạy tôi học, mẹ tôi không biết chữ. Lúc tôi 5-6 tuổi thì đến trường tư thục ở trong nông thôn. Ngày hôm đó cha tôi dẫn tôi đến trường tư thục. Tôi còn nhớ rất rõ, suốt đời tôi không bao giờ quên. Tôi còn nhớ cha tôi mang theo lễ vật để biếu tặng cho thầy. Chúng tôi đến trường tư thục
ở trong một ngôi đường, một ngôi đền thờ tổ tiên. Đây là một ngôi đền thờ tổ tiên của bà con chúng tôi, ở chính giữa đại điện có thờ bài vị của Khổng Tử. Trên bài vị có viết một hàng chữ tôi cũng biết đọc là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi Thần Vĩ. Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Cha tôi dẫn tôi hướng về bài vị Cấm Nhan. Đối trước bài vị của Khổng Tử, hành lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu thủ, tức là ba quỳ chính lại. Sau khi lại xong Khổng Tử thì thỉnh thầy ngồi. Thầy ngồi ở phía dưới bài vị của Khổng Tử. Cha tôi dẫn tôi hướng về thầy hành lễ ba quỳ chính lại. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhìn thấy cha mình đối với thầy cung kính như vậy, làm sao mà không nghe lời thầy, làm sao mà không tiếp nhận thầy dạy dỗ. Tôi trong trường học bướng bỉnh, bị thầy xử phạt, đánh bàn tay, phạt quỳ. Về nhà đương nhiên mặt mũi rất khó coi, đã bị xử phạt. Thì cha mẹ hỏi, nói bị thầy trừng phạt. Ngày hôm sau, cha mẹ tôi đưa tôi đến trường học, hết lòng cảm ơn thầy, cảm ơn thầy hết lòng dạy dỗ. Cho nên thầy và gia trưởng mật thiết phối hợp với nhau. Cha mẹ dạy chúng ta biết tôn sư trọng đạo, thầy dạy chúng ta phải hiếu thuận cha mẹ, anh em thương mến lẫn nhau, thì sự giáo dục mới được thành tựu. Cái gọi là tiên nhập vi trụ, tức là đã có định kiến, từ nhỏ đã tiếp nhận cách dạy này, suốt đời vẫn y theo cách này mà làm. Đây là trong đời tôi đã được thầy tận tâm dạy dỗ. Thở ban đầu tôi thân cận với giáo sư Phương Đông Mỹ, tôi chỉ hy vọng đến trường học nghe thầy giảng bài. Lúc tôi quen biết với thầy là tôi tự tiến cử. Tôi đã viết một lá thơ, tức là tôi viết một bài văn chương gửi cho thầy xem, thỉnh cầu thầy cho tôi đến trường học dự thính bài giảng của thầy. Một tuần sau thầy hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà thầy gặp mặt. Tôi đến nhà thầy gặp mặt. Sau khi gặp mặt đàm luận thì thầy nói với tôi, anh không cần đến trường. Thầy nói tiếp, hiện tại trong trường giáo sư không ra giáo sư, sinh viên không ra sinh viên. Nếu anh đến trường nghe giảng bài thì sẽ rất thất vọng. Tôi nghe thầy nói như vậy thì có cảm giác như nước lạnh xối trên đầu. Thầy đã từ chối tôi, một chút hy vọng cũng không có, trong tâm rất là buồn. Lúc đó thầy cũng nhìn thấy tâm trạng của tôi. Sau cùng thầy nói với tôi rằng, thầy nói hay là như vậy, mỗi tuần ngày Chủ nhật anh đến nhà tôi sẽ giảng 2 tiếng đồng hồ cho anh. Cho nên tôi theo thầy học triết học là ở trong phòng khách, một cái bàn nhỏ, thầy giảng bài cho tôi. Nếu quý vị muốn hỏi đây là nguyên nhân gì, chưa từng gặp qua, chưa hề quen biết, vì sao thầy tận tâm chỉ dạy cho tôi như vậy, quý vị nên biết không có gì khác, vì tôi có tâm thành kính, tôi có 10 phần thành kính, thầy đã nhìn ra. Nếu như tôi làm thầy,
tôi cũng muốn có một vị học trò có tâm chân thành như vậy. Nếu tôi không dạy nó thì tôi sẽ có lỗi với nó. Chính là nhờ vào cái tâm tôn sư trọng đạo nên thầy đặc biệt dạy cho tôi. Ngài là vị thầy đầu tiên của tôi. Vị thầy thứ hai là tôi đã tiếp xúc Phật Pháp, đã quen biết với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng giống như giáo sư Phương Đông Nghĩ vậy. Ngài rất từ bi. Mỗi tuần ngày Chủ nhật, Ngài dành cho tôi 2 tiếng đồng hồ để tôi thỉnh giáo với Ngài suốt 3 năm như một ngày, mãi cho đến Ngài đi vãng sanh. Vị thầy sau cùng chỉ dạy tôi là lão cư sĩ Lý Bình Ngân, Lý Bình Ngân. Tôi theo học với Ngài 10 năm. Ngài đối với tôi rất coi trọng. Không có nguyên nhân nào khác. Tôi đối với 3 vị thầy không có cúng dường 1 đồng xu nào. Lúc đó cuộc sống của tôi rất nghèo nàn khốn khổ, tự mình ăn cơm cũng thành vấn đề. Thầy đối với tôi nhiệt tâm chỉ dạy như vậy, không có gì khác. Chính là 2 chữ thành kính này. Các ngài đã tiếp xúc qua rất nhiều. Vì sao các ngài đối với tôi đặc biệt tốt như vậy, còn người khác thì không được như vậy? Quý vị nên biết, thật sự không có duyên cớ, không có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần có tâm thành kính, trong hạnh phổ hiền, điều thứ nhất lễ kính chư Phật, chúng tôi mới có thể học được Phật Pháp.